Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Kiều Loan lần đầu tiết lộ bí mật về bố khiến ai cũng ngỡ ngàng. Nhân dịp sinh nhật ba, Á hậu Kiều Loan đã xúc động viết những lời chia sẻ về thân phụ của mình. Sau một thời gian dài chinh chiến tại Miss Grand 2019, Kiều Loan vinh dự được lọt vào top 10 của cuộc thi. Hiện tại, người đẹp đã trở về Việt Nam với sự chào đón của ba mẹ và người hâm mộ. Mới đây, Kiều Loan gây chú ý khi chia sẻ về ba của mình. Ba không thích kể lể và không thích rườm rà. Ba hay sống tiết kiệm và rất ghét phí phạm. Ba chưa từng yêu cầu và chờ người khác đáp trả. Ba cũng đôi lúc vụng về trong việc nói yêu thương ai trong nhà mình. Mọi người bảo con có nụ cười giống ba và tính con cũng may mắn giống ba nữa. 54 năm qua cũng đã vất vả lắm rồi. Bắt đầu tuổi 55, con chúc ba thật nhiều sức khỏe, luôn yêu đời như bây giờ và quan trọng sẽ yêu thương nhà mình nhiều hơn nữa. Ba má lúc nào cũng sẽ không thoải mái nhận quà cáp hay vật chất hình thức. Nên con sắp về rồi, nhà mình sẽ đi chơi sum họp luôn nè. Chúc mừng sinh nhật người hùng của con. Trước đó, bố của nàng Á hậu cũng trải lòng về con gái sau cuộc thi. Khi Kiều Loan có cơ hội tham gia Hoa hậu Hòa bình quốc tế, gia đình, bạn bè đặt rất nhiều kỳ vọng và cũng hơi lo lắng cho con bé vì đây là cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế với rất nhiều đối thủ mạnh. Hơn thế nữa, bản thân Loan phải chinh chiến một mình. Trải qua quá trình thi đấu với sự cố gắng và quyết tâm, chú cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào về con gái mình. Dù dừng lại ở top 10, nhưng Kiều Loan đã phát triển và trưởng thành hơn. Con bé đã khiến khán giả trong nước tự hào khi có cơ hội sánh vai với các người đẹp quốc tế trong một cuộc thi nhan sắc lớn. Miss Grand International 2019 là một bước đệm để Loan có thể tiến xa và phát triển hơn nữa trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.